và vừa xoa cũng không thấy đâu nữa. Nè, những thứ đồ đó đều trên người của ngươi mà, ngươi không được đổ lên đầu tao đó. Nè, cái hổ ca ca, mấy đại ca, Khai Ngọc, sao lại chỗ của muội? Muội nhặt được trên mặt đất mà. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Muội cũng không biết nữa. Phải bỏ đi, có thể tìm lại được là tốt rồi. Tiểu Ngân Nhi có tìm được chưa? Vẫn chưa tìm được. Nhưng mà mọi người yên tâm, chúng tôi đã tìm được manh mối mới rồi. Tiểu Ngân Nhi có lẽ đã bị người đàn bà điên đó bắt đi giấu nơi nào đó. Bây giờ đã là nửa đêm, nếu chúng ta đi sẽ mất dây động rừng. Chỉ có thể đợi đến ngày mai đi tìm tung tích người đàn bà điên đó. Nhất định có thể tìm được Tiểu Ngân Nhi rồi. Con bò đó hôm qua đã bị thương như vậy, chắc chắn không thể nào dùng được nữa rồi. Cho dù dùng được thì tôi thấy tên Phúc Quý đối với con bò đó còn thân hơn cả mẹ ruột của hắn nữa. Ta nghĩ hắn sẽ không nỡ dùng đâu. Muốn cày 100 mẫu đất đó, dựa vào sức lực của một mình hắn thì không thể nào mà làm được cả. Phải đó, chủ nhân sáng suốt, thuộc hạ nghĩ tên Phúc Quý đó cũng không làm được đâu ạ. Đúng, ta phải xem thử đến lúc đó giữa người dân cả thành và mấy kẻ dùng ngoài đó hắn sẽ chọn được thế nào đây. Thì chắc chắn hắn sẽ chọn người chiêm thành chúng ta. Mấy kẻ đó suy cho cùng cũng chỉ là người dùng ngoài. Đến lúc đó để khiến chủ nhân phát lương thực, hắn chắc chắn phải nghe theo chủ nhân. Hơn nữa còn tiểu mỹ nhân đó nữa, nàng ta sớm muộn gì cũng sẽ là vật chủ nhân mà thôi. Nói hay lắm đó. Chủ nhân, tiêu rồi. Tiêu cái gì chứ, nói gì mà xui xẻo vậy. Người xem kìa, người mau nhìn đi. Sao có thể như thế? Sao có thể thế được? Phải đó, chỉ dựa vào một mình hắn mà cày xong 100 mẫu đất à? Phải đó. Chủ nhân, ta thở không được nữa. Mau, vàng của ta, nhanh đi. Chủ nhân, người nghe nè. Vàng. Mau quay về, ta phải ở cùng với vàng cưng của ta chứ. Thôi, mau quay về, nhanh lên. Hoa đâu? Sao đều là hoa trắng, hoa vàng? Con gái ta thích hoa đỏ cơ mà. Hoa đỏ. Bà điên này có vẻ kỳ lạ vậy. Theo lời bà ấy, đúng là bà ấy đã bắt Tiểu Ngân Nhi. Nhưng tại sao lại nói là con gái chứ? Thôi mặc kệ đi, bám theo trước rồi tính sao. Được rồi, các người mau lùi xuống đi. Hôm nay ta mệt quá, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Bảo bọn chúng lùi xuống hết cho ta. Dần, đi hết đi. Hoa, con gái thích hoa lắm. Thích hoa. Vàng cưng của ta đến đây. Ngươi là ai? Sao chảnh mật thất của ta? Con gái ơi, hoa thơm lắm nè. Con ơi. Con ơi, cứu tôi với, mà cứu tôi. Con xem nè, mẹ đi hái hoa cho con nè, có đẹp không? Đẹp không? Tôi là con trai, không phải con gái đâu. Con là con gái mà, tôi nói bao nhiêu lần rồi chứ. Té ra bà đóng nó đến đây, nhốt nó trong mật thất của ta. Làm ta sợ muốn chết. Cái bà điên này đúng là điên quá rồi mà. Tôi nói với bà bao nhiêu lần, tôi không phải con của bà mà. Còn chính là con ta, tôi không phải. Vàng cưng của ta vẫn là tốt nhất thôi. Tôi không phải con bà đâu.
Tôi không phải mà. Con là con của ta đấy. Trời ơi, bà thả tôi ra, bà thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Lạ thật. Là ta mà. Tên giả Kim Thị đó, hắn cũng về đây rồi. Nhưng mà sau khi hắn vào phòng thì lại không thấy đâu nữa. Còn nữa, bà đi mà chúng ta bám theo đó cũng không thấy. Nếu vậy thì có thể là có cơ quan mật đạo. Vậy thì Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Ngư Nhi nhất định đang ở trong đó rồi. Nè nè, chúng ta chia nhau ra tìm đi. Tìm được rồi. Nè nè, Quỳnh cẩn thận một chút, coi chừng họ phát hiện ra đó. Bên trong cùng lắm chỉ có một mình giả Kim Thị và một bà điên. Sợ gì? Đúng đó. Tiểu Nguyên Nhi, Mễ đại ca, Tiểu Hổ ca, mau đến cứu đệ. Đừng sợ, bọn ta đến cứu đệ đây. Mau đến cứu đệ, Mễ đại ca, Tiểu Hổ ca. Bà điên kia, đừng ép ta ra tay đó. Cứu đệ. Cứu đệ. Các người muốn làm phản hả? Ta là giả Kim Thị, là người có địa vị cao nhất ở Kim Thành đây. Con ơi, trả con lại cho ta. Trả con lại cho ta. Nói thật, bà ấy cũng là người đáng thương mà. Người vào thả ta ra đi. Ta không tha cho các ngươi đâu. Ta là người lớn nhất Kim Thành đây. Chữa người khó, chữa tâm càng khó hơn. Được, Mễ thần y ta hôm nay sẽ giúp người chữa cái tâm đen tham lam của người. Chúng ta đem hết đống đồ bằng vàng này và tất cả lương thực đi đi. Được, được đấy. Vàng, vàng của ta. Con ơi, vàng của ta mà. Vàng của ta. Đi thôi. Nè nè, vàng là toàn bộ tài sản của ngươi. Ta sẽ để lại một cái cho ngươi nha. Con ơi, đừng đưa con ta đi mà. Đi thôi, đi thôi. Con ơi. Là vàng. Xin đa tạ, xin đa tạ. Đa tạ, xin đa tạ. Nghe cả rồi chứ? Nghe cả rồi chứ? Tất cả dừng lại cho ta. Qua đây, qua đây. Qua hết đây nhanh lên. Chủ nhân nói kể từ ngày hôm nay, các người không cần phải làm công việc đãi vàng vất vả nữa. Số đồ bằng vàng này đều chia cho các người. Nào nào, đều có cả. Từ từ thôi, đều có cả. Lấy nhiều một chút đi. Lấy hết đi. Chủ nhân, bình tĩnh lại, người bình tĩnh lại đi mà. Vàng ơi, vàng cưng của ta ơi, mất hết rồi, mất hết rồi.
Chủ nhân số khổ của tôi à. Lũ đáng chết này sẽ có thể tàn nhẫn như vậy được chứ? Không những chi cho tất cả mọi người trong thành, mà ngay cả bãi khai thác vàng cũng phá luôn. Vậy phải làm sao đây? Ngươi còn nói nữa hả? Trời ơi, đau chết ta rồi. Chủ nhân, hay là chúng ta đã làm tới cùng luôn, mang đào đến xử hết mấy kẻ dùng mày đó. Xử hả? Xử không được, chúng lại xử ngược lại chúng ta đó. Chủ nhân, tôi khả đã nghĩ ra một cách. Cách gì? Mau nói đi. Một người họ hàng xa của thuộc hạ có quen một thầy mo rất lợi hại. Ông ta có thể dùng xác thối và đất sét tạo ra một con ma có ma lực vô biên, nhất định có thể giết chết mấy kẻ dùng ngoài đó. Đàn ông thì giết sạch, phụ nữ thì giữ lại để làm vợ kế của chủ nhân. Ý này hay đó. Mau đi làm đi. Dạ, đi ngay. Nhanh đi. Lần này xem như đã trút được ấm ức, giải quyết được tên giả kim thị hắc ám đó. Thế nào, kế hoạch phát dạng của ta không tồi đó chứ? Cũng phải, như thế cũng có thể trị được giả tham tham lam vô đồ của tên giả kim thị đó. Nè, nghĩ cái gì vậy? Vẫn đang nghĩ đến bà điên đó hả? Huynh mới nghĩ đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tiểu ngư nhân của chúng ta trông thật tuấn tú. Hôm đó trong mật thất dưới đất của giả kim thị, dáng vẻ khắp người đầy hoa, thật giống một tiểu cô nương, đúng không? Huynh mới giống tiểu cô nương đó. Nó mắng huynh kìa. To gan thật. Xem ta đánh mông để thế nào. Nè, đừng có chạy đó. Để ta giúp huynh nha. Đừng đánh nữa mà. Mọi người loạn hết rồi. Đừng đánh nữa mà. Thiên linh linh, địa linh linh, sơn thần thổ địa đều hiển linh. Thiên linh linh, địa linh linh, thần tiên các lộ mau hiển linh. Mau hiển linh. Mau hiển linh. Chủ nhân, người này chính là thầy mo. Thân thể yêu ma được làm từ xác thối và đất sét. Lát nữa chỉ cần ông ta lấy máu tưới đến vật này, vật này sẽ biến thành yêu ma vô cùng lợi hại. Sang自然无动。